Trong cuộc sống và trong môi trường học tập, hai con của tôi Uyên Phương và Thành Phát đã quen biết nhau. Từ tình bạn bè đã biến đổi thành tình yêu thương. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, hai con của tôi đã quyết định đến với nhau trong ơn bậc hôn nhân theo giáo luật Hội Thánh và ơn gọi của Thiên Chúa. Em Maria Vũ Ngọc Vinh Phương xin nhận anh Giuse Đỗ Thành Phát, chồng của em, và hứa sẽ giữ lòng thủy chung với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe như lúc đau yếu, để yêu thương tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Xin Chúa tỏ lòng nhân hầu chuẩn y sự ưng thuận mà các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuân đổ phúc lành của Ngài trên các con, sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Điều đó, cảm ơn con đã là con của mẹ, cảm ơn con đã là bạn của mẹ, và cảm ơn con đã làm cho mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Mong rằng con hãy biết trân trọng nó, yêu thương, xây dựng và vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Bố mẹ tin tưởng vào tình yêu của con dành cho con gái của mẹ. Bố mẹ chúc phúc cho hai con. Phương à, đêm hôm nay Phương rất đẹp. Một điều Phát có thể tự hào nói với tất cả mọi người và tất cả ở trên thế giới này quyết định đến với Phương là một điều Phát cảm thấy rằng quý giá nhất mà tuyệt vời nhất mà Phát có trong cuộc đời của Phát. Phát cảm ơn Phương vì tất cả